Dạ, câu số 2. Khi ngồi thiền, chúng con nên nhắm mắt hay mở mắt? Chúng con nên ngồi thiền bao lâu hay ngồi càng lâu càng tốt, thưa thầy? À, bụng muốn ngủ sao nhắm mắt? Nhắm mắt nó dễ hôn trộm, nên mở mắt ra mấy con đừng có mở. Nhưng mà mình đừng có mở to, mấy con mở to nó loạn động, nó nhớ cái này nhớ kia nhiều. Mình mở mình nhìn xuống đó, 1/3 mắt thôi, đừng nhắm, nhắm là nguy hiểm lắm mấy con, nó sẽ đi vào hôn trầm thiền viện dễ vậy. Nhớ kỹ, phải mở mắt chứ đừng có nhắm mắt. Dạ, câu hỏi 3. Khi chúng con tu định niệm hơi thở, chúng con nên tu từng đề mục này xong rồi mới tu đề mục khác, hay chúng con tu lộn xộn tùy theo tâm của mình? Dạ, hết câu 3. À, về 19 cái đề mục của định niệm hơi thở, đó là cái căn bản nhất của cái sự tu tập của đạo Phật. Cho nên khi mà các con muốn tu á, thì phải về gặp thầy để xin thầy chọn cho, chứ còn đừng có tự chọn. Rồi đây rối loạn hô hấp, đây rồi bắt thường thầy mới chết thầy. Cho nên khi mà tu về hơi thở, nó là thân hành nội, mấy con nó khó lắm mấy con. Mấy con đi kinh hành, mấy con đưa tay đưa chân sao thầy không? Không lo. Chớ mấy con thở coi chừng, thở dài nó cũng rối loạn hô hấp mấy con, mà thở ngắn quá cũng không được. Tùy theo cái hơi thở dài, hơi thở ngắn mà cơ thể của mấy con đã sử dụng nó mà người ta dài. Chứ mấy con về hơi thở thì mấy con đừng có rớ tới nó. Nói về 19 hơi thở nó hay đó, nhưng mà nó hay với cái ông thầy dạy, chứ không phải hay với mấy con được. Mấy con rớ nó ít bữa mấy con bệnh đó. Dạ, câu số 4. Kính bạch thầy, khi đã đi tu mà cha mẹ mình mất thì có nên trở về nhà không, thưa thầy? À, không nên trở về nhà, mà ở, nỗ lực tu ở tại nơi đó cho đến khi chứng đạo mới để độ cha mẹ của mình. Chứ còn mình trở về nhà thôi rồi, chắc là chắn là bây giờ nhà cửa cha mẹ chết rồi, thôi đi sửa sang lại cho nó đẹp đẽ một chút. Từ cái này là thôi bị trôi lăn ở trong lục đạo rồi. Dạ, câu số 5. Thưa thầy, có phải người tu ăn uống càng đạm bạc bao nhiêu thì tu mau bấy nhiêu, và người tu nên uống một ngày bao nhiêu nước, thưa thầy? Dạ, hết câu 1. Người tu á, thì nó không nói đạm bạc là nói nghe cho nó hay, chứ sự thật là cơ thể chúng ta cần những chất bổ để mà chúng ta sống. Nhưng chúng ta không nên vì đó mà chúng ta lười dưỡng. Cho nên mình tu là phải vào trong một cái tu viện, người ta sẽ giúp đỡ cho mình vì cái vấn đề ăn uống. Bởi vì người ta cho sao mình ăn vậy, người ta biết. Thì giờ cái người này mà cho ăn, hoặc cái số người này mà cho ăn sung sướng quá, cái bắt đầu tu không nổi. Cho nên người ta hạn chế dần dần dần. Người ta biết rằng tới lúc đó nó phải cho họ ăn uống cái gì, người ta biết, người ta giúp đỡ. Chứ còn về đời sống ăn uống để tự mình, chắc chắn nó dư dả quá rồi. Bắt đầu đó, sáng họ cũng uống, chiều uống, bây giờ uống sữa đồ bổ, họ uống nhiều lắm, cũng được. Cho nên vì vậy mà ở vô trong tu thì phải vô trong tu viện, người ta sẽ lo cái đời sống cho mình, người ta đã sắp xếp cho mình ăn uống. Chứ tự mình mà mình ăn uống thì không được. Mình ăn uống theo dục, bởi vì tâm dục mình còn. Người ta cho cái gì mình ăn đấy. À, cho nên có nhiều người vào tu viện rồi, trời ơi cho tôi ăn vậy chắc chết, thiếu dưỡng chắc. Cái đó là cái sai đó. Người ta đâu để cho mình chết đâu mà sợ mà thiếu dưỡng chất. Dạ, câu kế tiếp. Bạch thầy, con xin thầy giải thích cho con hiểu, khi con người đạt đến có tưởng uẩn rồi thì nó sẽ tồn tại trong con người đó vĩnh viễn, hay chỉ trong một giai đoạn nào đó thôi rồi sẽ mất đi? Làm sao để con có được tưởng uẩn? Câu hỏi Phật tử Thiện Duyên. Tưởng uẩn là cái người nào chúng ta cũng có, nhưng mà nó hoạt động hay là chưa hoạt động thôi. Cũng như các nhà ngoại cảm đó, họ hoạt động á, như cô Bích Hằng hoạt động là nhờ chó điên cắn cổ, phải không? Cổ không chết, do đó cái tưởng cổ hoạt động, bây giờ cổ mới nhìn xuống lòng đất, cổ mới thấy được hài cốt. Còn như mình giờ, con mắt của mình giờ nó không tưởng không hoạt động, mình nhìn xuống lòng đất thấy cái nền đó, thấy gạch đó, chứ còn ở dưới không biết cái gì dưới đó. Thì cái tưởng á, nó không có không gian và thời gian, cho nên cái không gian nó giao cảm được hết những cái hình ảnh của người ta phóng sức lưu trữ. Cũng như hôm nay cái hình ảnh mà chúng ta ngồi đây á, cái hình ảnh mà chúng ta ngồi đây bao nhiêu người, thì 1000 năm sau cái hình ảnh một số người ngồi đây nó vẫn còn. Chúng ta đi mất rồi, nhưng mà cái hình ảnh nào ngồi đây nó vẫn còn. Cho nên cái người mà có tưởng uẩn á,
họ nói ở cái ngày ngày nào, bữa nay thí dụ như bữa nay là 20 thì họ nhớ cái 20 tháng nào năm nào có một số Phật tử đến đây ngồi nghe thầy thuyết giảng như thế nào, họ nói không sai chút nào, cái tưởng nó giao cảm, nó thấy hình ảnh vậy đó. Cho nên vì vậy chúng ta cái người mà chưa cái tưởng chưa hoạt động á, còn ý thức thì chúng ta nên dùng ý thức mà tu tập tốt hơn. Còn khi mà tưởng mà nó xuất hiện rồi á, thì cái sự tu tập chúng ta rất khó, rất khó. Nó thể hiện qua cái điều đó, nó làm chúng ta không còn chủ động, không còn chủ động được, nó rất khó. Cho nên trong khi đó đó, khi một cái người mà không biết á, mà tu để rèn luyện cái tưởng mình để cho nó hoạt động đó, có một số người người ta dùng bùa chú, đọc thần chú, có một số người dùng kinh, dùng kệ đọc để ru nó, để cho cái tưởng nó hoạt động, cho ý thức nó dừng lại đó, để cho nó hoạt động. Như Linh Đầm Nhập Cốt rồi đó, là do qua cái kệ của bà Hồng gì đó đủ thứ đó, thì mấy ông đó mới lên đồng nhập cốt được. Do đó nhập cốt, nói lên đồng nhập cốt, sự thật ra cái tưởng nó hoạt động, chứ không có đồng cốt nào mà nhập ông ta hết đâu, cái tưởng nó hoạt động. Cho nên trong người của chúng ta nó có cái tưởng quẩn, mà cái tưởng quẩn nó hoạt động là một điều chướng ngại rất lớn. Nhưng có số người thì mong cho nó hoạt động để mình thể hiện mình hơn người. Bây giờ tôi nhìn với lòng đất tôi thấy được khác thì tôi phải hơn người chứ sao. Nhưng mà cái đó là cái tai hại rất lớn mấy con. Cho nên ở đây đạo Phật lấy ý mà làm chủ, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp, chứ không phải lý tưởng. Cho nên tưởng chúng ta dừng lại đi, liền mà đọc câu kinh câu kệ để tưởng nó hoạt động thì dừng gặp những cái pháp này lại đi. Đó, con đọc tới con. Thưa thầy, sắp tới con có kỳ thi đại học rất quan trọng, nhưng con hay lo lắng hoảng sợ và rất dễ mất bình tĩnh trong lúc làm bài. Vậy xin phép thầy cho con một câu như lý tác ý để con bình tĩnh hơn trong phòng thi. Con xin cảm ơn thầy. Phật tử giác tánh. Mấy con muốn bình tĩnh đâu có gì khó. Hằng ngày mấy con nên tập đi kinh hành, đi chân trái bước, chân phải bước, chú ý bước chân của mấy con. Mấy con tập 30 phút thôi, ngày nào cũng tập tỉnh thức. Mà tập tỉnh thức thì nó sẽ tỉnh táo mấy con. Mấy con ngồi, phải ai nói nữa, mấy con không có rối loạn gì tỉnh táo hết. Bây giờ phải tập thôi. Bởi vì mấy con vô nói, mấy con nghe nó lo lắng quá, nó đủ thứ không biết rớt ở đầu làm nó trà dài. Nhưng mà không ngờ là mình đã tập trước tỉnh táo rồi, vô đó nó bình tĩnh quá. Thành ra do gì vậy mà mấy con nói, cái đó là cái tâm thiếu bình tĩnh của mấy con thôi. Bây giờ tập bình tĩnh thì mấy con sẽ bình tĩnh trong hoàn cảnh nào, mấy con cũng bình tĩnh. Có vậy thôi, nó có phương pháp mà. Pháp thân hình niệm, mấy con cứ ôm pháp nó tập, nó sẽ tỉnh táo. Thậm chí như người ta còn không có hôn trầm tùy miên nữa, ta tỉnh đến mức độ mà nó không có buồn ngủ. Huống hồ là cứ thức tỉnh ở trong phòng thi mà bao nhiêu, chích chứ có bao nhiêu. Người ta không còn hôn trầm tùy miên, mà người ta chỉ ôm cái pháp đó, người ta đi kinh hành, người ta hết hôn trầm tùy miên. Nghĩa là suốt ngày đêm người ta tỉnh táo, người ta không có buồn ngủ. Buồn ngủ là si mê cái gì? Mà chính không bình tĩnh cho nên nó là si mê cái gì? Nó làm cho con tối, cho nên con lo lắng quá, nó si mê quá. Cho nên vì vậy viết bài trật rớt là phải chứ sao? Con hiểu không? Cho nên muốn bình tĩnh để sáng suốt thì mấy con nên tập pháp thân hành niệm có phương pháp. Siêng năng tập chừng tháng nó bình tĩnh rồi, đủ sức mình vô phòng thi rồi, thôi đừng tập nữa. Dạ kính thưa trưởng lão, cho con thưa hỏi. Con có một đứa con 8 tháng tuổi, bây giờ cho cháu ăn chay theo chúng con hiện có được không thầy? Đó làm cái điều rất tốt, đứa bé đó có phước lớn. Nó ăn chay nó đâu có chết đâu, mà nó lại phước lớn nữa nữa. Nó do cái duyên đó sau này nó thiện pháp, nó gặp may mắn trên cuộc đời nó hơn là nó gặp ác pháp. Nghĩa là bây giờ mấy con cho nó ăn mặn, nó mập, nó béo, nó này kia, nó do thịt cá gì. Nhưng đùng cái nó đau những cái bệnh ngặt nghèo đó, mấy con mới chết vô nhà thương nằm với nó à. Còn mấy con cứ tiếp tục cho nó ăn chay đi, nó không đào bệnh, mấy con khỏi nằm nhà thương mà nó khỏe khoắn. Bộ đồ chay bây giờ không bổ sao? Bổ mà hơn ai nữa. Cho nên cứ tiếp tục cho ăn chay là tốt nhất, có con cho ăn chay là tốt nhất. Nó vừa lớn lên nó vừa thiện, nó vừa hiền lành, nó đối xử nó không có hung á. Còn mấy con cho ăn mặn là coi chừng nó dữ lắm đó con. Nó bạn bè của nó là nó khỏe hơn là nó đánh người ta, mấy con người ta đi mắng vốn mấy con hoài đó. Tại con mấy con dữ quá, đánh con người ta, người ta mắng vốn như sao. Còn mấy con cho ăn chay nó hiền lắm, ai đánh nó chạy về nhà, nó không đánh lại đâu. Kính thưa thầy,
tâm con còn phóng dật, con tập đi kinh hành được quen rồi, bây giờ bắt đầu tập phát thân hành niệm và tập làm quen với định niệm hơi thở, có bị chướng ngại gì không thưa thầy? Mở rộng ngoặc, con đã xả tâm không giận hờn được 3 năm nay rồi, và con cũng chẳng ham thích vật chất của thế gian, con chẳng ham sống sợ chết. Người biết mình bị thu la không mong à, theo mà cái sự tu tập của con được vậy đó, thì tốt hơn hết đó, con nên tìm một cái nơi mà người ta dạy cho mình cách thức tu để cho cái thời gian nó ngắn lại, chứ không khéo mình cứ dậm chân ở trên cái pháp đó, nó mất cái thời gian uổng lắm đấy con. Đã tu như vậy rồi thì mấy con phải tìm cái nơi nào đó, xin cái vị thầy người ta sẽ hướng dẫn cho mấy con tu tập để cái thời gian mấy con làm chủ nó ngắn đi. Khi mà làm chủ rồi mấy con đâu cần phải tu nữa đâu, chứ để không cứ tu hoài ngày nào cũng tu, cực tu cực lắm, tu rồi rồi không có tu nữa, như thầy không có tu nữa, ngồi chơi à xuống. Cho nên vì vậy mà mấy con thấy cái duyên của mấy con mà tu được có kết quả tốt rồi thì hãy mau mau rời khỏi, chứ không khéo mấy con dậm chân tại chỗ đó, cứ ôm cái pháp đó tu hoài, thấy nó có kết quả nó bỏ thì ổn, mà tu tới nữa thì không biết. Cho nên vì vậy mà nó mất thì giờ mấy con. Hãy vào tu viện, nơi chuyên tu người ta sẽ hướng dẫn mấy con tiến tới, để khi mấy con làm chủ sinh già bệnh chết, mấy con đủ khả năng mà tu tập như vậy mà để mà không tiến tới nữa thì quá uổng mấy con. Quá uổng. Kính thưa thầy, con Minh Hậu, con tác ý câu tâm bất động thanh thản an lạc vô sự chỉ được một lúc thì niệm khác lại xẹt vào, làm sao giữ được tâm bất động lâu hơn, xin thầy chỉ dạy cho con xin cảm ơn thầy nhiều. Không cần giữ mà chỉ cần tác ý câu bất động lại nữa thôi, chỉ có câu bất động thôi, rồi chừng nào nó yên tới bao lâu thì hay thôi, chứ bây giờ chúng ta không giữ cho nó yên, giữ nó yên là tức là chúng ta ức chế ý thức sai. Chỉ mà bây giờ nó có niệm thì chúng ta tác ý tâm bất động thành thản là vô sự, rồi nó im được 1 giây, 5 giây, 10 giây thì bắt đầu nó có nữa tác ý nữa, cứ siêng năng, đó là tập tánh siêng năng của chúng ta tu tập. Như vậy thì một ngày nào đó nó sẽ không còn niệm nữa, chứ không phải là cái gì khác. Ráng tu. Dạ, kính thưa Đức trưởng lão, anh con có đọc giới đức làm người tập 2 trang 58 về giới thứ 97, không nên thuyết pháp cho người cầm kiếm rồi xuống hàng, cần nên học tấm ngoặc. Con xin trích đoạn: đạo Phật là đạo tự lực cứu mình trong thiện pháp, nhưng khi quê hương đất nước bị giặc ngoại xâm, mọi người đều phải đứng lên chiến đấu để bảo vệ đất nước quê hương. Trong lúc đó ta cầm gươm đao giáo mát giết giặc không có tội gì cả, tại sao vậy? Tại vì kẻ xâm lăng cướp nước chúng ta bắt buộc mọi người dân bản xứ phải làm nô lệ cho chúng, còn muốn giết người dân thì mặc tình giết. Chúng ta có quyền chặn đứng bàn tay hung ác của kẻ xâm lăng cướp nước người bằng mọi cách đem lại sự công bằng, công lý. Kính thưa thầy, câu dạy trên dành cho người dân bản xứ, trong đó có người cư sĩ và tu sĩ không? Kính xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con được hiểu mô Phật. Kính thư con Tịnh Đức.